Thưa quý vị, là một trong những địa bàn trọng điểm trong việc phòng chống các loại tội phạm trên tuyến biên giới, thời gian qua, đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây ở huyện Đức Huệ luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động tuần tra khép kín địa bàn, kịp thời xử lý các vụ việc phức tạp trên tuyến biên giới. Với gần 14 km đường biên nên thời gian qua, đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây luôn có sự phối hợp hiệu quả với nước bạn để siết chặt an ninh biên giới. Trong năm 2022, đơn vị đã tổ chức hơn 1.200 lượt tuần tra, mật phục bảo vệ biên giới. Qua đó đã bắt giữ 52 vụ, 46 đối tượng liên quan đến buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép. Thì trên cơ sở đó thì thời gian tới thì làm tốt hơn nữa cái công tác phối kết hợp với ba lực lượng công an, quân sự và biên phòng để duy trì tốt cái công tác tuần tra kiểm soát đấu tranh mật phục phòng chống buôn lậu gian lận thương mại, giữ vững cái an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đơn vị phụ trách. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, thời gian qua, đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân biên giới, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật và chủ động tham gia hỗ trợ với lực lượng biên phòng trong phòng chống các loại tội phạm, chung tay xây dựng biên giới qua bên hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.